lực và chúng ta cần đi tiếp viên cho công dụng xe này. Anh chị em thân mến, trước khi thi hành nhiệm vụ chung cấp thi hành hành khách sinh hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng tạo mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hành công du xe của chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu nghèo, sẽ được Chúa cho sống lại các quyền năng và phẩm hạnh trong thánh. Xin cho linh hồn công du xe được Chúa cho về đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được đúng chỗ khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành mang trên vai, ông Giuse đã được hưởng niềm vui vô tận và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn cầu cận bên vua muôn đời. Lạy Chúa xin thương xót lắm